Chào mọi người, chúc mừng năm mới. Hôm nay thì là hết Tết rồi, chúng ta lại là phải làm việc thôi. Và những cái tư duy về trade Bitcoin cũng như là một số các giải pháp để giao dịch Bitcoin thì tôi cũng sẽ nói chuyện cũng như là đưa ra các cái cách để mà chúng ta được nhìn nhận và cùng trò chuyện với nhau về các cái phương hướng trade coin trong thời gian qua. Thời gian qua thì rất nhiều các cái thương vụ để mà chúng ta theo dõi các cái vấn đề về Bitcoin cũng như là các vấn đề về HODL cũng như là ICO. Ở các video trước thì tôi cũng đã nói chuyện về các cái giải pháp về ICO cũng như là một số các cái giải pháp để chúng ta tìm tòi đưa ra những cái chiến lược của mình. Tuy nhiên ở các cái trạng thái mà Bitcoin lúc lên cao nhất mọi thời đại, mốc cao nhất của chúng ta đó là ngót 50.000 đô la cho một Bitcoin. Hiện tại các cái con sóng nó vẫn được gọi coi như là các sóng điều chỉnh. Các cây nến đỏ được tỷ lệ chốt lời khá yếu ớt, do vậy cái tỷ lệ mua vào và cái tỷ lệ rút chân cũng khá là nhiều, đúng không? Tuy nhiên lúc này cái sự sợ hãi liệu có còn hay không và cái sự an toàn của cái việc chốt lời hay là những cái người mà mua vào thì chúng ta xem xét được ở các cái yếu tố về tin tức trong cái bản tin này. Hôm nay cái bài viết ở trong tradecoin.vn tôi viết về một cái thủ thuật cũng như là một cái cách để chúng ta nhìn nhận, đó là cái khi Apple và Tesla cho chấp nhận thanh toán thì sắp rồi đó. Thì đây là một cái tip mà bên chúng tôi đã đưa ra. Chúng ta có thể click vào tradecoin.vn để chúng ta theo dõi cái bài này. Trước đó thì tôi cũng đã lên một cái video để chúng ta xem xét các vấn đề về sự cổ vũ của các cái ông lớn thanh toán đã chấp nhận Bitcoin cũng như là nó đẩy được cái giá lên rất là cao. Tuy nhiên tôi lại xem xét các cái chất lượng về bán khống cho các cái tỷ lệ 0.1, 0.01 ở một cái môi trường đó là Bitcoin trong các cái môi trường chạy khi mà có cái đòn bẩy. Trong cái bài tôi có phân bổ ra các cách để chúng ta bán, hãy tính toán như sau: ở một Bitcoin với 50 đô, 50.000 đô thì chúng ta dùng các cái tài khoản 5.000 giao dịch với cái đòn bẩy 1 10, tức là 5.000 thì đánh được 50.000. Chúng ta bán một lốt, tức là một Bitcoin không bán tất tay dạng một BTC mà chúng ta phân bổ nhỏ ra, tức là bán 1/100 Bitcoin để dò được giá, tức là 0.01 cho những cái tỷ lệ bán. Thì ở trên màn hình là cái cách để bán mà chúng ta biết được rằng là với đòn bẩy và dùng 5.000 chúng ta có thể có được cái giao dịch được 50.000, và đòn bẩy của nó là 1/10 thì chúng ta sử dụng sao cho nó an toàn. Các tỷ lệ phân bổ của sell và short sell 0.01, tôi chọn các cái giải pháp sell từ 46, đúng không ạ, 46 cho đến 49 thì cái tỷ lệ vẫn an toàn. Đây là cái khoảng cách mà chúng ta nhìn thấy được cái tỷ lệ phân bổ, đúng không? Và khi mà giá ở mốc 50.000 thì cái việc mua vào nó thực sự đó là sự sợ hãi. Tất nhiên nếu trong những người mua vật chất, người ta có thể chấp nhận ở các cái mốc 50.000 để lên 70.000 đô một Bitcoin để ăn 20.000. Thì với những người bán khống thì chúng tôi chọn những cái giải pháp là bán khống từ các mốc giá 50.000 trở lên đến 70.000 thì vẫn có thể là xem xét được là cái độ an toàn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta xem xét một cái yếu tố đánh đổi, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua 49.000 để chúng ta chờ đợi một cái cú swing bật lên 50.000 hoặc 60.000, tức là 10.000 đô, thì các con sóng ấy rất là khó có thể đi lên một cách mạnh mẽ, nó phải chịu va đập. Các con sóng hình sin nó phải test, nó phải đi về các cái mốc giá, ví dụ như là giá nó sẽ định hình, nó sẽ về các mốc 46 trước khi lên 55, hoặc nó phải phá được rất nhiều các cái mô hình mà nó test đi test lại. Ví dụ cái giá ở mức 48.145 này nó đục thủng thì là nó lên phập một phát, nó lên 50.000 ngay, 49.600 ngay. Thế nhưng rất lâu để nó có thể đục được thủng các cái mốc của giá 48.203, đây là theo sóng MT4. Thế nhưng khi nó đục được, đúng không ạ, thì nó đã lên rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên để mà phá vỡ được các cái ngưỡng kháng cự rất mạnh ở mốc 48, đúng không ạ, thì nó đã có lần nó đã về mức 46.217, và trước đó để mà nó phá mức 48.203 không về được
48.913 không bao giờ về được ngay, mà nó phải có cái cú lội ngược dòng từ mốc 48.261 nó về sập thảm luôn tới vùng 43.764. Và hôm đấy tôi có nói rằng là nếu trong trường hợp nó về ở vùng 42.508 không có chắc nó đã về vùng 38. Và chúng tôi kỳ vọng vùng về vùng 38 là chắc chắn là giá sẽ nhắc lại ở các cái mô hình 38.39.150. Và cho dù nó lên 70.000 thì kiểu gì nó phải test ở các cái mốc này, nó phải nhắc lại, nó gọi là back test vùng 44, vùng 41, đúng không ạ? Vùng 37. Đây là các cái nến nó thể hiện ở các cái mốc mà nó đi lại lại ở vùng này. Thế do vậy không phải ai cũng có thể nói rằng là cái việc mua vào ở dạng vật chất để chúng ta có thể mua mặc kệ nó. Ví dụ Bitcoin hoàn toàn có thể dự đoán được các cái mốc 70.000 đô hay 55.000 đô. Nhưng để như vậy nó không có một cái câu chuyện là từ 49.000 nó lên một phát 70.000 đô cả. Nó đều phải bách xét qua rất nhiều các cái phương pháp và các cái giai đoạn để nó gì ạ, dò được các cái mốc giá ở các cái mô hình mà nó đã nhắc lại trong quá khứ. Thì câu chuyện của chúng ta đó là cái câu chuyện bán khống, câu chuyện mà dùng đòn bẩy. Thì chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ, ở trong cái bài tradecoin.vn thì tôi đưa ra các cái mốc là đòn bẩy một Bitcoin là 5.000 có thể giao dịch ở các mốc 50.000. Khi mà đòn bẩy 1/10 là 5k đánh 50k, chúng ta không bán một lốt ngay mà chúng ta bán ở dạng 0.01. Vậy thì vì sao chúng ta sẽ dự đoán nó là sẽ đi ngang hay là đánh xuống để test các mô hình đáy một thời gian sau đó nó mới lên, là vì lý do như sau. Thứ nhất là chúng ta hãy nhớ lại cách đây 2017, thì rất nhiều các cái đơn vị khi Bitcoin lên như vũ bão thì họ chọn các giải pháp thanh toán, đó là chấp nhận Bitcoin như là một dạng biện pháp thanh toán để làm sao thanh toán cho nhanh. Cái việc thanh toán này không hẳn là cổ vũ cho Bitcoin mà nó cổ vũ cho một phương thức thanh toán mà thôi. Và vì nó biến động quá nhanh, do vậy người ta nhập vào hàng vào và người ta đẩy hàng ra thông qua một biện pháp thanh toán là Bitcoin và người ta phải thanh toán ngay. Nếu trong trường hợp Bitcoin lên giá thì nếu trong trường hợp người ta để lâu thì chắc chắn là người ta sẽ có lãi kép. Ví dụ bán được một món hàng với giá trị là x đồng mà giá trị x đồng đó được tăng giá khi mà Bitcoin lên giá thì có cái sự lợi nhuận thêm, được gọi giá trị cộng cộng. Nó không phải là một cái biện pháp đầu tư. Các công ty lớn thì không xem như là đầu tư theo dạng thu hút Bitcoin và bán hàng của mình ra để chờ đầu tư, mà họ đầu tư thông qua các gói đầu tư kiểu khác. Ví dụ họ đầu tư vào dự án A, dự án B, dự án C thông qua các công việc tiến độ giải ngân của cái việc, thông qua các việc nhân sự, đó, thành lập nhà xưởng hay là bán hàng. Nhưng với Bitcoin thì thông qua biện pháp thanh toán, mục đích duy nhất đó chính là cái việc giải quyết cái khâu bán hàng. Hãy nhớ rằng các công ty chấp nhận thanh toán và sợ hãi khi sẵn sàng sẵn sàng xác nhận Bitcoin, đúng không ạ? Và dường như là tài sản của dòng tiền đầu cơ là một dạng chấp nhận thanh toán. Đây là người ta nói rằng cái vấn đề chấp nhận thanh toán thông qua một cái việc là dòng tiền thanh toán mà thôi. Mục đích của họ là chấp nhận thanh toán để bán được hàng, chứ không phải là dạng đầu tư Bitcoin hay là thu hút Bitcoin. Bởi vì sao? Nếu khả năng bán hàng tốt, người ta đầu tư, người ta có thể gì bỏ tiền ra để mua Bitcoin trên sàn, hoặc là một cái dạng thức khác. Đây người ta chỉ đa phương hóa các phương thức thanh toán. Và khi nhận được số Bitcoin thanh toán này rồi thì chắc chắn người ta có thiên hướng bán cái đồng tiền này đi ở cái dạng một hàng tiền thì sẽ tốt hơn đối với cái mặt cái bảng cân đối kế toán. Tất nhiên nếu may mắn là giá trị của cái Bitcoin thu về và bán trên sàn được giá cao hơn là cái giá chấp nhận thanh toán. Số ít cho rằng chấp nhận thanh toán là dạng hút tiền và thanh toán ngay, chấp nhận thanh toán cho giá nhanh, cho gọn và giải quyết vấn đề chi phí phức tạp của ngân hàng. Đó, đấy là yếu tố đầu tiên. Người ta không muốn bày vẽ thêm một cái bảng kế toán nữa. Hầu hết chấp nhận thanh toán tại các công ty là không có chức năng hold, tức là cái chức năng mà người ta mua vào Bitcoin để giữ, để chờ lên 70.000 là không có. Bởi vì hoàn toàn có thể xảy ra là nó xuống giá, do vậy cái giá trị hàng bán bị giảm đi tiền, cộng với giá trị Bitcoin giảm giá, lập tức người ta gọi là lỗ kép. Và các công ty chỉ chủ yếu là mang cái giá trị là đẩy được hàng càng nhanh càng tốt và bán được Bitcoin càng nhanh càng tốt. Do vậy một lượng lớn, nếu trong trường hợp Apple chấp nhận thanh toán, Samsung chấp nhận thanh toán,
hay là các cái công ty khác chấp nhận thanh toán, kể cả Tesla chấp nhận thanh toán, thì người ta có xu hướng là gì ạ? Hóa cái Bitcoin đấy ra trở về để tiền hàng như nhau trên một cái bảng cân đối kế toán. Đặt lại, Samsung cho thanh toán mở hàng cách đây 2017, sau đó bơm lên 20k thì chúng ta phải tưởng tượng nó sắp rồi đó. Bởi vì lượng lớn đổi Bitcoin lấy hàng, sau đó là Bitcoin để lên sàn để xả ra, sao cho cân đối. Thì tiếp theo nữa là JP Morgan Chase, đúng không ạ? Công bố kế hoạch hỗ trợ Bitcoin khi nhu cầu của khách hàng tăng cao. Nhu cầu, bởi vì sao? Bởi vì cái việc thanh toán ngân hàng nó khá là phức tạp, cũng như là phải chịu chờ đợi lâu. Do vậy cái việc thanh toán ngang hàng như là Bitcoin chuyển kịch cái nhanh trong vòng mấy giây đã có được cái tiền và nạp lên sàn để quy đổi ra tiền. Do vậy là việc bán hàng cũng như việc hỗ trợ khách hàng, đây là những cái yếu tố mà được xem như là đẩy cái giá trị của thanh toán thông qua hàng và tiền mà thôi. Và tốc độ xử lý có là quan trọng. Các bank họ đã đánh giá là lượng tiền khủng đang trực chờ đổ vào Bitcoin, và 50.000 đô không phải là điểm dừng của việc bơm rất là mạnh, đúng không? Và đây là những cái mà chúng ta đã nhìn thấy Tesla, Apple, đúng không? Đẩy luôn lên sàn để thu hút USD nhằm cân đối cho một bảng kế toán. Đó là cái mà chúng ta xem. Ví tiền điện tử Bitcoin là BitPay, Prepaid Mastercard của người dùng Hoa Kỳ hiện đã có thể thêm ví cho Apple Wallet và Apple Pay, đồng thời việc cho phép Bitcoin được tiêu dùng trực tuyến. Đó. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu cho Bitcoin lên giá? Đó là sự lợi kép. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Bitcoin cứ việc giảm giá? Chắc chắn là họ sẽ khóa cổng thanh toán Bitcoin, giống như trước đây người ta đã từng làm. Samsung chắc phải khóa cổng, đúng không? Họ sẽ đưa ra một cái dòng tweet hoặc một dòng thông báo là chúng tôi sẽ tạm thời dừng Bitcoin, đúng không? Và đây là cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, bởi vì sao? Tiền hàng, đúng không? Tiền đẩy hàng đẩy ra tiền vào không khớp với lại cái việc báo cáo tài chính. Người ta không thể đưa ra các việc là bán để lấy Bitcoin, sau đó Bitcoin giảm giá được. Và khi mà dòng trạng thái này nhảy và sàn giảm giá Bitcoin tiếp tục các dòng trạng thái này sự cộng hưởng thì Bitcoin càng giảm giá nữa. Thế do vậy là chúng ta nhớ lại những cái năm 2017, năm 2019 thì giá nó xuống. Và cái tài sản này tôi vẫn nói trong cái thời điểm như thế này thì đó là tài sản đầu cơ hơn là tài sản tích trữ. Và chúng ta sẽ có thể biết được là nếu giá mà lên chúng ta có được lợi nhuận, hoặc giá xuống chúng ta có lợi nhuận, thì đấy là cái điều quan trọng. Vậy chúng ta cần phải tìm điểm vào. Và tôi cũng đưa ra các kịch bản thiên và kịch bản sell. Kịch bản lặp lại giá trị 41k một lần nữa, giá được lặp lại trong quá khứ với mô hình test các mốc 47, 48 và 49. Kỳ vọng đợt 1 là 41 và 43 và 45, đúng không ạ? Và sáng nay giá trị Bitcoin đã được có một sóng đã sập xuống, và chúng ta có thể nhìn thấy nó nằm ở các cái trạng thái này. Chúng ta đã nhìn thấy giá đã sập từ các mốc đỉnh đó là 49.517, và sập sâu nhất của sáng ngày hôm nay đó là 45, tức là tầm 5.000. Đây là một con sóng mà nó đang điều chỉnh rất là mạnh mẽ, và nó nhắc lại ở các cái mốc và gồm có ba cái đáy là 46013, và bây giờ tiếp tục nó sẽ dò đến các mốc đáy của 43.764, và chắc chắn là nó sẽ test mốc đỉnh 40.990. Đây là cái mốc gần nhất để mà nó test. Nếu phá thủng cái mốc này chắc chắn chúng ta sẽ có cái kịch bản là 34.000. Nhưng tôi thiên về các cái phân tích cơ bản, đó là sự cổ vũ mạnh mẽ đó, của Bitcoin khi mà các công lớn chấp nhận thanh toán là sắp rồi. Việc cân đối của một bảng tài chính cũng như là thu chi kế toán không thể quy ra Bitcoin được, mà người ta chỉ có thu vào nhận lại thông qua hai giải pháp, đó là tiền và hàng. Và tiền và hàng người ta không đưa ra một cái bút toán gọi là Bitcoin, hàng và tiền. Do đó việc cân đối bảng kế toán trong ngày, thậm chí là trong tích tắc mà người ta nhập Bitcoin vào thông qua cái việc đẩy hàng ra phải đưa lên sàn để quy đổi ra USD. Đây là yếu tố quan trọng của bất kỳ một ông trùm nào. Có cái việc người ta thích Bitcoin, người ta mong muốn người ta mua Bitcoin thì người ta sẽ lấy tiền, người ta sẽ mua trên sàn, người ta có quỹ riêng, thay vì cái việc là hàng đổi Bitcoin để chờ Bitcoin lên giá, không có chuyện đó. Và cách đây đúng 3 năm thì chúng ta đã nhìn thấy được khi Samsung cũng như là rất nhiều ông lớn chấp nhận cái cổng BitPay đấy, thì giá đã sập rất là khủng khiếp. Nếu trong ngày hôm nay, đúng không ạ, ở các cái thị trường châu Á, ví dụ đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, nếu giá được giữ vững ở các cái mốc mà nó đi lên, nó test lại là các vùng 48, 49 một lần nữa, thì sẽ xác nhận một cái kênh xu hướng mới, đó là một cái trọng, cái đối trọng
của cái việc kênh giá mới nó đi trong một cái nêm giá và nó có thể đạt được các cái mốc đó là các cái vùng 49650 và 50247. Tuy nhiên các back test này nó đang chịu một cái các con sóng đi ngang ở trong cái vùng back test này, có khả năng là gì ạ, nó sẽ hồi về các cái vùng 47 rồi lại bị xả một cách mạnh mẽ để tạo ra một cái mô hình chữ U, đúng không? Để test đi test lại, chúng ta sẽ có hai cái đáy này là vùng 43764 và chúng ta sẽ nhìn thấy nó chạy về vùng 42567. Đây là những cái mà chúng ta cần phải xem xét. Thì ở trong cái jcoin.vn cái bài đầu tiên thì tôi đã phân tích, đúng không ạ, khi Apple và Tesla cho chấp nhận thanh toán thì sắp rồi đó. Thì đây là những cái mà theo cái đánh giá và nhận định của riêng tôi. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cách tính toán, nếu mà chúng ta có thể xả Bitcoin 1 bit và đánh được 50 bit thì chúng ta dùng 5K để giao dịch 50K với các đòn bẩy và chúng ta phân bổ các cái mốc 0.01. Thì trong các cái nhóm, đúng không ạ, trong các nhóm của chúng tôi tôi có chia sẻ, đúng không ạ, đưa ra, đúng không ạ, rất nhiều các cái bài để chúng ta có thể theo dõi và xem xét. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ chat với các cái nhóm cũng như là các cái phân tích và đưa ra các cái cách để mà chúng ta giao dịch. Hôm nay tôi nói rằng là hầu hết các vị nói là không giữ lời, đúng không ạ? McAfee bảo bảo ăn của quý của mình nhưng mà ông ấy không ăn khi mà Bitcoin lên 50.000 rồi. Elon Musk bảo rời tweet nhưng mà quay lại quánh phủ đầu, đúng không ạ? Và hôm nay ông ta nói một cái bài rất là hay là ai bán Dogecoin thì ông sẽ mua hết, đúng không ạ? Bơm Dogecoin rất là mạnh, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải cảnh giác. Và khi đạt được mục đích với bơm Tesla, Elon sẽ làm bất chấp để bán được xe. Thực ra ông đã bán xe và nhận thanh toán ngay bây giờ, đúng không ạ? Và bán xong thì chắc chắn là ông ta sẽ có những cái cách để ông ta hóa giải cái dòng Bitcoin đấy. Thì chúng ta phải chú ý. Đây là những cái bơm thổi của Elon Musk tweet, đúng không? Mặc dù ông ta bảo là đã rời xa tweet rồi nhưng mà ông ta vẫn đang tweet rất mạnh. Nếu mà hầu hết Dogecoin ông sẽ nắm giữ và đúng không ạ, hầu hết tất cả mọi người sell thì ông sẽ mua hết, sẽ nắm giữ hết, đại loại là như vậy. Thì đây là những cái mà không biết là một cái thuyết âm mưu hay là một cách để ông bơm thổi hay là như thế nào. Tuy nhiên những cái lúc này, đúng không ạ, giá thì không thể lên mãi được và chúng ta cũng phải cảnh giác rất là nhiều. Cái việc giá không thể lên mãi được, chắc chắn nó sẽ phải điều chỉnh, đúng không ạ? Và điều chỉnh khi nào chúng ta chọn được các điểm vào đấy mới là cái quan trọng. Thì qua đây là một trong những cái bài mà tôi nói chuyện chia sẻ với mọi người. Thì hy vọng rằng là gì ạ, chúng ta sẽ có cái cách nhìn để chúng ta có cái cách để chúng ta đầu tư có lợi nhất đối với cái dòng vốn tốt. Thì các cái bài viết của tôi vẫn đẩy lên các cái Zalo 0987732228 cũng như là các cái giải pháp đầu tư. Thì năm nay tiếp tục vẫn đưa ra các cái bài và các cái câu chuyện để chúng ta làm sao đầu tư cho tốt, đầu tư cho an toàn. Các cái chủ đề thế giới đầu tư gì với vốn ít, đầu tư gì với 2 tỷ, với lại 100 triệu hay là 5 triệu. Chúng ta đều có những cái cách để chúng ta có cái nhìn để chúng ta học hỏi và chúng ta tham gia vào đầu tư. Bitcoin nó cũng chỉ là một trong những cái công cụ lúc này, đúng không ạ? Chúng ta còn có thể theo dõi được các cái giá ngô, giá khô đậu tương, về vấn đề an ninh lương thực của sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam có rất nhiều, đúng không ạ? Rồi Bitcoin, rồi Ether, đúng không ạ? Thậm chí chứng khoán Việt Nam, đúng không ạ? Sự mạnh mẽ của cái việc mà năm nay lãi suất rất là thấp, dòng tiền nó sẽ bơm vào chứng khoán, rất nhiều các cái mã hàng để chúng ta có thể xem xét để chúng ta đầu tư, chúng ta nghiên cứu, đúng không ạ? VN Index, đúng không ạ? Có những cái cú lội ngược dòng, ngược chiều rồi rất là nhiều. Thì hy vọng chúng ta sẽ đăng ký ở cái kênh của chúng tôi, đó là tham dự cái kênh Thế Giới Đầu Tư của chúng tôi. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một cái năm con trâu thật là tuyệt vời và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.